côi cả cha cả mẹ, có cháu thì mồ côi bố hoặc mồ côi mẹ. Và cũng có một vài trường hợp tức là còn bố còn mẹ nhưng không có điều kiện để nuôi dưỡng các cháu. Khi các cháu vào đây thì như vậy mỗi cháu đều có một cái bộ hồ sơ của các cái cấp chính quyền địa phương, người ta gửi về trung tâm. Trung tâm hiện nay đang nuôi dưỡng là 50 cháu. Bé nhất thì là các cháu đi học lớp 1 và lớn nhất thì là các cháu đi học đại học năm thứ tư. Thì chúng tôi thấy là cũng có rất nhiều những cái trường hợp mà đặc biệt, nhưng mà nó nổi lên một cái trường hợp mà chúng tôi còn nhớ, rất nhớ, và thứ hai là đặc biệt quan tâm đến cháu, đó là trường hợp của cháu Nguyễn Văn Nam. Cháu mất bố và mẹ cháu thì bị mù. Thế và khi mà mẹ thì không nuôi vì không làm được về kinh tế, không có điều kiện để nuôi dưỡng cháu, thế nên là đã phải cho cháu đi làm con nuôi ở một cái nơi rất xa. Thì chúng tôi gặp lại mẹ cháu, vì chúng tôi trao đổi lại với mẹ cháu là bây giờ thì trung tâm chúng tôi nuôi dưỡng các cháu là có hoàn cảnh khó khăn và chúng tôi nhận nuôi dưỡng các cháu tại trung tâm. Thì nếu mà chị đã cho cháu về để có lại nhận lấy một cái gì đấy của mẹ nuôi cháu thì trung tâm chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho chị có thể nhận lại cháu được. Chị đã đưa về cháu về trung tâm. Thế thì khi cháu trở về trung tâm để hỏi chuyện thì cháu bảo là con không được đi học và hàng ngày thì con phải đi chăn trâu, đi cắt cỏ từ sáng cho đến tối, ngày nào cũng như thế. Thế và nghĩ đến hoàn cảnh của cháu như thế tôi cũng rất là thương, vì cho một đứa trẻ nó thiếu thốn cái tình cảm của bố của mẹ, thiếu thốn về mặt vật chất. Học rất là tốt, rất là ngoan. Suốt cả cái thời kỳ từ năm cấp 1 mà cháu lên năm cấp 2, cháu liên tục đã làm học sinh giỏi. Một cái tổ chức phi chính phủ của Pháp, đó là cái tổ chức Eurasia, vẫn gửi một cái khoản tiền vào ngân hàng cho các cháu. Chúng tôi cũng chi theo cái yêu cầu của cái tổ chức này, và đặc biệt là chúng tôi làm theo đúng cái pháp luật của Việt Nam, đó là tất cả các cái chứng từ thu chi và hàng tháng, hàng quý, hàng năm chúng tôi đều có cái báo cáo với tổ chức. Mỗi một tháng cho các cháu cái tiền ăn, mỗi cháu là 10.000, một tháng tính ra là như vậy là các cháu được 300.000 tiền ăn. Ngoài ra thì có một số các cái chi phí khác, ví dụ vấn đề tiền điện, tiền nước, tiền quần áo và các cái hoạt động khác cho các cháu. Cái sách giáo khoa hàng năm thì chúng tôi thường là luân chuyển, thế nhưng mà luân chuyển nhiều khi nhiều năm rồi thì nó cũng bị sách bị hư, thì chúng tôi lại phải dựa vào các cái tấm lòng hảo tâm để mà có thể mua các cái bộ sách đấy cho các cháu, vì là mỗi một bộ sách thì nó không phải là ít tiền, cũng phải vài trăm nghìn. Thế nên là cứ phải mà cái chi phí nhiều quá vấn đề học tập thì rõ ràng thì chúng tôi sẽ ảnh hưởng vấn đề các cái chi phí khác. Thế nên nếu mà tổ chức mà cho chúng tôi riêng về vấn đề học tập được sẽ tạo điều kiện cho các cháu có thể là học tốt hơn. Tôi thường là hay có cái số mà học sinh các cháu là học sinh giỏi, và có những cái cháu học kể cả cấp 1, cấp 2 nó đều đạt được là học sinh giỏi. Thế nên là hàng năm ý, nếu mà là học sinh giỏi thì chúng tôi lại phải cần có một cái sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm, có cái phần thưởng cho các cháu để mà cho các cháu nó có một cái phấn khởi, hai là để các cháu nó sẽ tiếp tục phấn đấu.